Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Di động Nhật Nam nhé. Thì trong clip này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái dòng Note 10 cộng là chủ yếu đây, Note 10 cộng. Tuy nhiên là có giới thiệu thêm vài con hàng gọi là hàng hạ cám, tức là giá rẻ đó, hơn triệu bạc thôi. Mọi người hãy dành thời gian theo dõi để mà mua nha. Rồi, bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu con Note 10 cộng màu trắng này đi. Màu trắng sữa, hay còn gọi là trắng ngọc trai, và tóm lại nó là trắng như bông bưởi và máy rất là đẹp. Mình sẽ cập nhật giá chính xác của ngày hôm nay, đầu tháng 10 các bạn nhé, ngày mùng 2 tháng 10 2020. Con này thì có một cấu hình khá là khủng và máy này gần như máy mới, còn bảo hành chính hãng luôn nha các bạn nha, nên là các bạn cứ yên tâm. Con này RAM 12GB, bộ nhớ 256GB. Thì các bạn cũng biết là cái Note 10 cộng hay còn gọi là Note 10 Plus này thì nó còn bảo hành đâu khoảng cũng vài tháng thôi, nên là nó cũng chỉ phù hợp với cái thời hạn bảo hành tại shop Nhật Nam, nên là mình không nhắc tới nhiều, không nhắc cụ thể rõ ràng là như vậy. Bởi vì bảo hành tại shop Nhật Nam sẽ sướng hơn, bởi vì là trong vòng 3 tháng một đổi một, là nếu lỗi thì các bạn được đổi luôn một cái máy khác, không phải chờ đợi lâu hơn nhá. Đó, con này ra 12GB, bộ nhớ 256GB và máy có ngoại hình đẹp leng keng như xà beng. Khi bán ra mình tặng cho các bạn một cái ốp dẻo và một cái bộ sạc đi kèm theo là sạc zin 25W. Ở shop Nhật Nam có bán rời cái bộ sạc đó luôn với giá trị là 200.000 các bạn nhé. Nên là các bạn cứ yên tâm là có bộ sạc đó thì các bạn sạc rất là nhanh. Và sản phẩm Note 10 cộng hay còn gọi Note 10 Plus màu trắng này mình bán ra cho các bạn với cái giá là hôm nay là 13.200.000 các bạn nhé, 13.200.000, rất là ok các bạn nhé. Rồi. Rồi tiếp theo bên cạnh đó chúng ta có cái màu đen các bạn nhé, màu đen. Máy cũng khá là chất, tuy nhiên con này chẳng may nó có một tí chảy nhẹ ở dưới chỗ cái bút đây này. Còn ngoài ra tổng thể nào nó ok hết này. Ok hết các bạn nhé. Đây mình sẽ view hết này, tất cả nó ok, đẹp, zin, nguyên áp luôn ha. Tức là chưa bung mở ra lần nào. Đấy, ok. Và tất cả sản phẩm Nhật Nam bán ra nếu chạy hệ điều hành Android á các bạn, sẽ bán hàng chính hãng nha, không bán hàng sách tay các bạn yên tâm. Đây là máy màu đen. Thì đây, các bạn thấy là nó chỉ bị sơ ý nên người dùng trước đã làm chảy mất một vết tí gần cái bút đây này. Nó sẽ có giá rẻ hơn rất là nhiều nha các bạn. Giảm đi tiền triệu luôn đấy. Và cụ thể là giảm hơn 1 triệu. Con này chỉ có giá bán là 11 triệu 800 ngàn thôi các bạn. Vẫn tặng kèm ốp dẻo cũng như là cái bộ sạc 25W zin như thế các bạn nhé. Và vẫn bảo hành một đổi một trong vòng 3 tháng. Đấy, ok, rất là chất luôn. Bị đúng một tí chỗ góc này thôi, các bạn xem cho kỹ nhé. Đó, một tí này thôi, rẻ hơn hẳn hơn 1 triệu. Rồi tiếp tục là con màu đen, máy đẹp keng. Đấy, con này thì chắc chắn rồi, con này sẽ không được giảm bởi con này là hàng đẹp keng mà. Đây, những chỗ này là vết bụi bẩn thôi, mình để ở cái chiếu đây thì nó, nhà mình nó cũng hơi nhiều bụi các bạn ha. Tuy nhiên không sao, vệ sinh đi sạch bóng và con này mới keng luôn, có thể nói len keng như xà beng. Máy màu đen Note 10 cộng hay còn gọi Note 10 Plus, con này rất là chất nha. Dĩ nhiên rồi, hàng chính hãng cho nên là có Samsung bay và quà tặng Galaxy, cũng như là hàng chính hãng nên là khá là ok, sử dụng được 2 SIM bạn nhé, khỏi lăn tan. RAM 12, bộ nhớ 256. Và con màu đen này sẽ có giá là 13 triệu các bạn ha, 13 triệu. Đấy, rõ ràng cái con chè nhẹ một tí ở đây này, nó giảm được 1 triệu 2 so với con đen đẹp này ha. Rồi tiếp theo chúng ta giới thiệu luôn con màu ánh bạc cho các bạn đi, để các bạn dễ mua. Và màu ánh bạc luôn là cái màu hot nhất ở cái dòng Note 10 cộng này các bạn nhé. Thì đúng quả thật là nó đẹp, rất là mát mát thật. Nhìn là gọi là nó có cái ống ánh 7 sắc cầu vồng khi mà đưa ra ánh sáng hay ánh đèn bạn ha. Nó rất là chất. Thì dĩ nhiên rồi, bên trong ruột nó, cấu hình của nó hay là các cái thì nó cũng y hệt như thế. Chế độ bảo hành hay tặng kèm thì cũng vẫn là sạc nhanh rồi ốp dẻo. Tuy nhiên con này sẽ có giá bán sẽ cao hơn. Nó sẽ giá bán ngày hôm nay là 13 triệu 500 ngàn các bạn nhé. 13 triệu 500 ngàn. Khá là ok đấy bạn, như một cái máy mới luôn. Và màu ánh bạc thì chúng ta cũng còn hai sản phẩm đều đẹp keng như vậy. Đấy, con nào cũng keng, không tì vết các bạn nhé. Rất chuẩn, rất chất và rất đẹp. Đó, rồi ok. Và bây giờ đây chúng ta, hôm nay có một con hàng rẻ bán rẻ cho bạn này. Đó là một con Nokia. Vừa rồi giới thiệu thượng vàng, bây giờ giới thiệu hạ cám ha. Đấy. Con Nokia này là Nokia 2.2. Máy nhỏ gọn, nếu mà làm máy phụ hay nghe gọi rồi sử dụng ứng dụng văn phòng linh tinh thì khá là ok, chẳng hạn như là Zalo, Facebook này kia thì sử dụng ok bạn nhé. Con Nokia 2.2
Con này màn hình chắc vào khoảng 5 inch nữa bạn. 5 inch hay là 5 inch mấy gì đó, nói chung mình cũng không tìm hiểu kỹ đâu. Và con này chỉ có giá là 1 triệu mốt thôi. Có một máy duy nhất nhá, Nokia 2.2. Mọi người có thể vào Google để tìm hiểu nó thêm trước khi mà đặt mua hàng. Chứ Nhật Nam thực sự ra không, chưa có kiểm chứng con này là RAM bao nhiêu, bộ nhớ bao nhiêu luôn á, chỉ biết là Nokia 2.2 mua 1 triệu và bán 1 triệu mốt thế thôi. Vậy nhá. Đấy. Đó, và tiếp tục đây mình còn một con 5 SE màu xám đen. Con này hồi nãy dọn dẹp cái chiếu này mình thấy lẫn là còn con hôm nọ tưởng hết. Còn một con khá là chất, bản 64GB bạn nhé. Máy thì có ngoại hình đẹp leng keng xà beng như thế này đây. Nguyên zin nhà sản xuất và là máy mã Mỹ 64GB bạn ha. Và mình cũng đã kiểm tra nhanh cái phần trăm pin của nó là pin còn khá cao. Thì trước khi mà kiểm tra phần trăm pin chúng ta kiểm tra cái mã đi. Đây chúng ta sẽ có cái mã máy nó là 64GB và máy mã Mỹ đây. Ok, đúng chuẩn như là mình quảng cáo nhé. Đấy, và chúng ta kiểm tra cái phần trăm pin này các bạn. Phần trăm pin. Con này pin zin còn khá là cao. 94% luôn các bạn nhé. Đấy. Và còn một máy duy nhất 64GB mình bán ra cho các bạn với cái giá là 2,9 triệu. Rất là chất, bởi vì tìm những con pin zin mà còn 90% thì cũng không phải là lúc nào cũng có đâu. Và bản 64GB này thật sự ra lâu lâu Nhật Nam cũng mới nhập được một đợt hàng thôi. Và sản phẩm này tặng đầy đủ phụ kiện các bạn nhé. Đầy đủ phụ kiện bao gồm như là sạc, tai nghe, dán cường lực và ốp dẻo. Rồi tiếp theo nữa đây là có một con hàng độc. Có thể nói cũng khá là độc. Tuy nhiên thì cũng chưa đến nỗi độc có mủ đâu. Đấy. Thì con này là con Renault 2F. Và nó mình kiểm tra ngẫu nhiên thôi. Lâu lâu mình vui. Mình kiểm tra mình thấy nó có cái email là tứ quý 3. Đấy thì có thể một số bạn nào đó, nếu mà thích phong thủy hay là chơi theo kiểu chơi số má gì đấy, thì chốt con này về để mà xài. Chẳng hạn như mình có cái biển số là tứ quý 3 hay là một số điện thoại là tứ quý 3 thì ta xài con này nữa, nó trùng vào chẳng hạn vậy. Đấy, nói vui tí thế thôi nhá, thì ai thích thì chơi. Và sẽ có giá là 4,9 triệu. Con Renault 2F màu trắng ngọc trai, trắng ngọc trinh đây, rất là đẹp. Nói chung con hàng này cũng rất là mới. RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, có cam trước là thò thụt và màn hình là tràn viền 6 inch 5, 6 inch 6 luôn á, rất là chất các bạn nhé. Và con này như một cái máy mới luôn. Đấy, review này các bạn yên tâm rồi ha. Đó, rất là chất. Rồi và tiếp theo đây mình sẽ giới thiệu đến các bạn tiếp tục lại một con thượng vàng đi. Thượng vàng Note 10. Đây, Note 10 chưa bao giờ rẻ như cái lúc này. Nó chỉ bằng một con S10 Plus, một phiên bản đặc biệt thôi. Nó chỉ có hơn 10 triệu thôi nhá. Một con Note 10 màu ánh bạc. Cụ thể là con Note 10 màu ánh bạc này là phiên bản là Note 10 phiên bản nó nhỏ hơn con kia, con Note 10 cộng này. Đây, so sánh luôn các bạn thấy nó nhỏ ngắn hơn xíu ha. Ok, thì nó là Note 10 thường nha, mình sẽ gọi nó là Note 10 thường. Và con Note 10 thường màu ánh bạc này nó sẽ có RAM 8GB, bộ nhớ là 256GB, cũng có bút viết đầy đủ các kiểu con đà điểu đây. Và máy màu ánh bạc đẹp leng keng như xà beng sẽ có giá là 10.700.000. 10.700.000 bạn nhé. Tất cả sản phẩm này cũng tặng kèm theo sạc nhanh 25W zin chuẩn nhà sản xuất, các bạn cứ yên tâm. Và có ốp dẻo bạn nhé. Rồi tiếp theo là màu hồng để cho các bạn dễ lựa chọn, có thể mua tặng bạn gái, tặng người yêu, tặng vợ hay là như thế nào đó. Hoặc là cũng có những bạn rất thích là màu hường nam tính chẳng hạn, bởi vì màu hường này rất đẹp. Đấy, máy rất mới luôn. Con hàng này máy rất mới. Và sẽ có giá bán là rẻ hơn con ánh bạc được 300.000, nó chỉ có giá là 10.400.000 nhé. Máy rất là chất luôn bạn. Galaxy Note 10 RAM 8, bộ nhớ 256GB luôn. Khá là chuẩn, không cần phải chỉnh. Ok, màn hình cong, ngon lành cành đào. Dĩ nhiên rồi, vẫn tặng kèm sạc 25W zin theo máy, cũng như bảo hành 1 đổi 1 3 tháng tại shop di động Nhật Nam. Và cam kết là hàng chính hãng các bạn nhé. Dùng được 2 sim, tẹt ga. Rồi tiếp theo đây mình lại có một con hàng rẻ mà châu bò, nồi đồng cối đá màu xanh. Con này nhìn nó rất là mới. RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Và con này là con Redmi 8A. Và giá bán vô cùng là hạt rẻ. Hôm nay mình bán giá rất hấp dẫn cho bạn với giá 1,8 triệu thôi. Con này phải nói là pin 5.000 rất trâu. Và màn hình cũng là màn tay thỏ rồi. Khá là chất của Redmi các bạn nhé. Đó. Và tiếp theo đây mình có một con Redmi hôm nay mới về hàng mà mình chưa biết giá. Bây giờ mình cập nhật giá luôn cho bạn dễ mua. Vì là mình thấy rất nhiều bạn thích con Redmi này.
Con này là con Rex Demi 8 các bạn nhé. Con này là con Rex Demi 8 với pin 5000, và con này mình thấy máy rất là mới, giống như kiểu hàng tồn kho thanh lý thôi, nên là khá là lý tưởng nhá. Pin 5000, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Giá chỉ có là 2 triệu 3 thôi các bạn, 2 triệu 3 thôi. Hàng chính hãng nhá, Rex Demi chính hãng. Đấy, con này nồi đồng cối đá rất là chất, nhìn giày cùi này các bạn biết rồi, cầm rất nặng tay, hai cam sau vân tay luôn. Đấy, ngon lành, máy như một cái máy mới, tươi xanh như nồi canh luôn các bạn nhé. Rồi, vừa rồi mình giới thiệu cho bạn khá là nhiều cái sản phẩm từ thượng vàng tới hạ cám rồi. Bạn nào kết cái sản phẩm nào mình vừa giới thiệu thì hãy alo cho mình qua cái số điện thoại 0979 782366 hoặc là số 0367 709123 để đặt cọc và mua hàng. Khi mua hàng ở shop Nhật Nam, các bạn sẽ phải đặt cọc trước 100.000 đối với sản phẩm dưới 10 triệu và 200.000 đối với sản phẩm trên 10 triệu qua một trong hai hình thức. Đó là chuyển khoản để đặt cọc hoặc là các bạn dùng thẻ cào để đặt cọc. Bạn nào dùng thẻ cào đặt cọc thì lưu ý hãy gửi cho mình cả cái mã nạp tiền và số series của thẻ, sau đó giữ thẻ đừng vứt đi, đừng cho ai nạp cho đến khi nhận được máy. Bởi vì có thể các bạn sẽ gửi sai hoặc nhầm lẫn gì đó thì mình sẽ thông báo lại với các bạn nhé. Ngoài ra nếu bạn nào có Zalo thì có thể chụp hình gửi qua Zalo cho Nhật Nam. Hai cái số điện thoại Nhật Nam vừa đọc đều có Zalo cả. Tuy nhiên vì tính chất công việc nên là Nhật Nam sẽ không chụp hình ảnh của máy để gửi cho riêng bất cứ một cá nhân nào. Rất mong các bạn thông cảm về cái sự bất tiện này. Và thêm một vấn đề nữa, shop Nhật Nam không bao phí ship, và phí ship nó sẽ dao động từ 30 đến 100 nghìn. Và cũng có một cái tin khá là tốt, khi mà Nhật Nam đã chuyển sang ship bên bưu điện thì cái mức phí nó sẽ nhẹ nhàng hơn cho khách hàng nhé. Nên là các bạn cứ yên tâm, nó chỉ từ 30 đến 100 ngàn thôi. Đấy, còn về các bạn đừng lo lắng về vấn đề đóng gói. Đóng gói đồng kiểm là đóng gói là bên Nhật Nam đích thân đóng gói, và khi hàng đến các bạn được đồng kiểm hàng, tức là được mở hàng ra xem nhé. Trong mọi vấn đề nếu như nhân viên giao hàng mà nói là hàng không được xem vì nhầm lẫn hay như nào đó, các bạn cứ yêu cầu nhân viên phát hàng đã gọi lại cho Nhật Nam. Nhật Nam sẽ xác nhận để cho các bạn xem hàng, máy thoại rồi test máy các cái, rồi các bạn mới phải thanh toán tiền. Bởi vì hàng của chúng ta là hàng giá trị cao và hàng dễ vỡ, nên là tình ngay lý gian mà buộc phải xem hàng rồi mới thanh toán tiền các bạn nhé. Lỡ chẳng may mà vấn đề bể vỡ sau khi bạn nhận hàng, Nhật Nam sẽ không chịu trách nhiệm. Nhật Nam chỉ chịu trách nhiệm bảo hành cho bạn nếu lỗi kỹ thuật. Có nghĩa là bạn nhận hàng xài về sau mà chẳng may phát sinh lỗi, nếu không may. Đó, cái vấn đề phát sinh lỗi thì đó là cái điều không ai muốn đâu. Thì các bạn hãy vui lòng ra bưu điện gửi về cho Nhật Nam, để Nhật Nam có thể làm tròn trách nhiệm của mình là đổi cho các bạn một sản phẩm khác. Hoặc những bạn có thể nâng đời, hoặc là nâng cấp khi mà có điều kiện hơn thì có thể gửi những cái máy đã mua của Nhật Nam về shop. Nhật Nam sẽ đánh giá và thu lại để nâng đời cho các bạn, với cái giá trị là sẽ lỗ vào khoảng 10%, cũng tính theo cái thời giá mà cái lúc mà các bạn bán lại cho Nhật Nam nhé, chứ không phải là giá lúc mua. Đấy, rất mong là các bạn hãy xem kỹ những clip của Nhật Nam trước khi mình mua hàng, cũng như là các bạn muốn tìm thấy thông tin của Nhật Nam thì các bạn xem dưới phần mô tả, hoặc là vào Google các bạn search chữ di động Nhật Nam thì sẽ tìm thấy địa chỉ shop Nhật Nam nằm ngay sát chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và đồng hành cùng shop nha. Một lần nữa Nhật Nam gửi lời cảm ơn đến chân thành đến tất cả 60.000 bạn đã đăng ký kênh để ủng hộ cho Nhật Nam. Còn những ai xem kênh chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Nam thật là nhiều hơn nữa các bạn nhé. Cảm ơn rất là nhiều về cái tấm chân tình của các bạn. Và nhớ nhấn like, chia sẻ video đến nhiều người hơn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip sau.